Xin chào các bạn, có bao giờ các bạn thắc mắc là đâu là những cái thông số mà khủng nhất trên smartphone bây giờ không? Mình ví dụ nhá, đâu là chiếc máy mạnh nhất thế giới này, hay là chiếc máy nào có camera khủng nhất thế giới? Thì ok, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những chiếc máy mà mình biết sở hữu các thông số khủng nhất thế giới nhá. Bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Mình có bán hàng trên Shopee và cái nick của mình sẽ tên là Mobile City Metastore, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sò nóng lạnh, bao rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa. Mặc định các bạn sẽ được bảo hành vàng 12 tháng tại Mobile City. Những bạn ở xa không được xuất được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh nhá. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Ok, đến với yếu tố đầu tiên thì mình sẽ nói về con chip đi. Chiếc máy mạnh nhất thế giới bây giờ nhá, theo mình sẽ là chiếc Red Magic 9 Pro. Bởi vì đơn giản thôi. Máy sử dụng con chip Snapdragon 8 Gen 3 mạnh nhất của thế giới Android này, cộng với cả máy có quạt bên trong, tối ưu hiệu năng rất tốt. Kết quả chơi game nặng trên chiếc Red Magic 9 Pro ấy, hiện tại vẫn đang đứng số 1 thế giới các bạn nhé, ao trình các máy khác. Cụ thể hiệu năng ra sao thì các bạn xem lại trên kênh giúp mình nhé, rất nhiều video rồi. Em này thì mình sẽ nói nhanh thôi. Chuyển sang tiêu chí thứ hai này, về màn hình đi. Về màn hình thì mình nghĩ là sẽ phải chia nhỏ ra một chút nhé, tại vì gọi là đẹp hay không ấy thì còn tùy quan điểm mỗi người cơ. Nhưng mình sẽ chọn ra hai cái thông số này. Một là chiếc máy có độ sáng màn hình cao nhất thế giới hiện tại ấy, thì theo mình sẽ là chiếc Realme GT 5 Pro các bạn nha. Độ sáng pix tối đa của nó sẽ lên tới là 4500 nits. Đấy, rất là khủng khiếp luôn. Tuy nhiên con số này thì các bạn lưu ý hộ mình nha, nó sẽ chỉ là một cái vùng nhỏ trên màn hình này và duy trì trong một thời gian ngắn mà thôi. Đấy, độ sáng pix mà, chứ không phải là toàn bộ màn hình của chiếc GT 5 Pro sáng được 4500 nits liên tục lâu dài đâu nhá. Thông số thứ hai sẽ là về độ nét của màn hình, thì theo mình sẽ thuộc về cái dòng Sony Xperia các bạn nhé. Như kiểu mấy con Xperia 1 Mark 2, Mark 3, Mark 4, Mark 5 ấy, thì sẽ có độ phân giải lên tới 4K, trong khi kích thước màn hình nó sẽ chỉ khoảng tầm 6,5 inch mà thôi, dẫn tới là cái PPI, mật độ điểm ảnh ấy, lên tới là 643 nhé. Dã man luôn, dí sát mắt vào ấy, cũng không nhìn được điểm ảnh đâu. Nhưng mình cũng chia sẻ một chút là theo quan điểm cá nhân của mình ấy, với điện thoại thì độ phân giải Full HD cộng là ok, vừa đủ rồi. Lên 1,5K là tốt này, 2K rất xuất sắc rồi, 4K là hơi dư thừa nhá, thậm chí 4K mình cảm thấy hơi tốn pin nhá. Đến với tiêu chí thứ ba trong video ngày hôm nay sẽ là về lo ngoài nha. Thì chiếc máy mà lo hay nhất thế giới bây giờ ấy thì theo mình vẫn là chiếc Xiaomi Mi S thôi, chiếc máy mình đang dùng. Thực sự hai loa Harman của chiếc Xiaomi Mi S rất đỉnh các bạn nhá. Âm mát đánh rất là căng, nhưng mà quan trọng ấy, các giải âm thanh khác như kiểu là âm trap với cả giải mid ấy, nó cũng rất là rõ ràng luôn, không bị cái giải âm bass che mất. Một vài máy âm bass đánh cũng căng như kiểu là AZ Phone 7 này, AZ Phone 8. Thì mình công nhận âm lượng to với cả bass đánh căng nhưng mà vẫn không hay bằng so với cả chiếc Xiaomi Mi S nha. Đến với tiêu chí tiếp theo này, về dung lượng pin lớn nhất đi, thì mình có tìm được một chiếc máy đó là Energizer Hardcase P28K. Chiếc máy này sẽ có dung lượng lên tới là 28.000 mAh các bạn nhé. Các bạn không nghe nhầm đâu, tức là nó sẽ gấp khoảng 6 lần so với cả điện thoại phổ thông. Dã man luôn. Bình thường ấy, các bạn điện thoại dùng khoảng 1 ngày đúng không? Em này dùng được 6 ngày, ok chưa? Mà thậm chí hơn 6 ngày nhé, tại vì cái cấu hình của chiếc máy này ấy, hết sức cùi bắp thôi. Màn hình của nó ấy, sẽ chỉ là độ phân giải Full HD này, iPad LCD, con chip sẽ chỉ là MediaTek MT6789 nha, RAM 8GB bộ nhớ 256. Đây sẽ là một chiếc máy theo kiểu là siêu hầm hố, siêu bền, đấy, kiểu quân đội ấy. Chiếc máy này theo mình check thì cũng mới ra mắt thôi. Ok, để mình tìm xem, nếu mà giá nó ổn ổn một chút thì mình sẽ mua về review cho các bạn nhá. Hy vọng dưới 20 triệu, đấy. Nhưng mà chắc là mình sẽ chỉ review thôi, chứ mà để bảo mình test pin con này thì thôi nhá, bỏ qua. Rồi, tiêu chí tiếp theo sẽ là về sạc đi. Hiện tại, chiếc smartphone thương mại có sạc nhanh nhất thế giới bây giờ ấy, theo mình sẽ là chiếc Realme GT Neo 5 phiên bản sạc 240W. Chiếc máy này thì trên kênh của Mobile City ấy, cũng có video mở hộp đánh giá rồi nhá. Mà mình đã từng test thực tế rồi. Với công suất sạc 240W chiếc Neo 5 ấy, sẽ chỉ mất 1 phút để lên 18% pin. Dã man luôn. Cắm vào chưa kịp làm gì, gần 20% rồi. 2 phút máy sẽ lên 31%, 5 phút 61%, 10 phút 93% pin, gần đầy luôn. Và full 100% thì mất 11 phút 9 giây nha. Nói chung là những bạn mà kiểu không có nhiều thời gian sạc ấy, cần đổi em này nhá, quá phê luôn. Rồi, đến với tiêu chí cuối cùng trong video ngày hôm nay thì sẽ là về phần camera. Tuy nhiên, để mà đánh giá là camera đẹp hay không ấy, thì còn tùy quan điểm mỗi người, tại vì có bạn thích kiểu chất ảnh nó phải nghệ một chút, có bạn thì thích kiểu chụp ảnh ra người ấy, nó phải đẹp, có bạn thích kiểu ảnh sáng sủa. Nên là thôi, mình sẽ chọn ra chiếc máy có phần cứng camera khủng nhất hiện tại nhá. Chính là chiếc Xiaomi Mi 4 Ultra. Đấy, chiếc máy bọn mình cũng vừa làm rất là nhiều video rồi. Cụ thể đi, cái phần cam chính phía sau của chiếc Xiaomi Mi 4 Ultra ấy, nó sẽ là cảm biến Sony LIT900, kích thước sẽ là 1 inch nha. Và quan trọng là với cảm biến này ấy, đi kèm với cả hệ thống ống kính của Xiaomi nữa, nó sẽ có thể mở khẩu độ lên tới là f/1.63,
Và thậm chí nhá, chiếc máy này thì dùng những cái lá khẩu thực luôn. Các bạn có thể điều chỉnh từ F/1.63 này lên tới F/4. Và giữa hai cái mức này thì có khoảng hơn 1.000 mức khác nhau nhá. Đấy, vừa là một chiếc máy có cảm biến to nhất này, vừa là một chiếc máy có khẩu độ mở to nhất, thì khi mà các bạn chụp xóa phông tự nhiên ấy, tức là chụp gần như này này, thì kết quả ảnh chụp ra của chiếc Xiaomi 14 Ultra ấy, xóa phông rất ảo diệu luôn. À, nhưng mà đấy sẽ chỉ là xét trên yếu tố là kích thước cảm biến với cả ống kính thôi. Còn xét trên yếu tố là độ phân giải cao nhất ấy, thì có nhiều máy lên tới 200 megapixel như kiểu là chiếc Galaxy S7 Ultra này, hay là một chiếc máy rẻ thôi, Redmi Note 13 Pro cũng có 200 chấm nha. Ok, vừa xong là một vài chiếc máy sở hữu những cái thông số đỉnh nhất thế giới hiện tại. Vậy thì các bạn thấy sao về những chiếc máy này? Các bạn thích chiếc máy nào nhất? Hãy để lại comment phía bên dưới nha. Và đừng quên check thử một vài chiếc máy có bán tại Mobile City dưới phần mô tả và bình luận game của video. Rồi xin chào, bye bye.